Dạ thưa các bạn, thì hôm nay Vũ Chiến trở lại thăm mà gia đình mà có bốn đứa nhỏ mà mẹ bỏ đó. Ô, bữa nay bác Chiến mua sữa vô quá trời luôn nè. Rồi, kinh vô con, nói không, đây bác Chiến kinh ra, nặng lắm, đi kinh vô, ô, đồng nghiệp phải đứa quá, chạy ra mừng tới nhà luôn. Ủa nhà này là nhà của bà nội nè. Ồ, hôm nay mưa tầm tã luôn. Bữa nay có ba nhà hả gì vậy? Có, em ba kìa, anh nhìn ra. Trời ơi. Trời đất quỷ thần ơi, vậy đây mà bốn đứa con ông nội ơi. Em tưởng đi học. Trời đất ơi, trẻ dữ vậy. Già mà giàu con ha. Trời ơi, còn trẻ khôn vậy đó hả? Bốn đứa. Còn bữa nay cứ nghỉ hả? Cưng tin gì? Phú, trời ơi, trẻ khô luôn nội ơi, bốn đứa. Con khôi đi. Nè ngồi lên trên đi, con leo lên trên luôn. Con leo lên đây. Con leo lên đây chị. Hai chị em lên đi. Ba leo lên luôn. Mỗi giò, anh xin lỗi. Rồi, khui ra. Khui. Bên đây ha, không lên nhà hả? Đây đi, mưa ngoài mưa gió, bữa nay ở trong nhà bà nội bữa đi, rồi xé luôn. Nè con nè. Wow, cái đó cái gì? Con nè. Đi nè. Con nè. Cái đó chị con. Con biết đó gì không? Nè con nè. Gâu câu. Nè con nè. Còn trai nè. Trai nè, ôm đi. Đây nữa nè. Nè con trai nè. Rồi. Đây bà nội đi. Bà nội cũng còn rất là trẻ. Trời ơi, tôi vậy? Không tưởng tượng nổi mà ông này cũng có bốn ông này không? Ông này cũng có bốn cái con vậy thôi. Kìa em giật mình. Em nhìn ngoài luôn. Tưởng anh chào học sinh mà không? Không, trong này để sai mấy vậy. Để sai. Vậy là hồi đó cưng có vợ năm bao nhiêu tuổi? Đâu chịu đẻ đâu mà vợ nó ráng kiếm thằng trai đó. 20 tuổi có vợ. Chứ đâu chịu đâu, ba đứa là muốn chết rồi. Đã bị chích thuốc ngừa và mới có 26 tuổi hả? Dạ, 26 tuổi 4 năm tháng mà phát hiện đó. 26 tuổi 4 đứa con. Hên là đã ra đi, nếu còn lại tới 30 tuổi lòi ra thêm mấy đứa nữa. Để cho con kiếm được con trai rồi nó bỏ đi. Đây là cái phần sữa này là của anh Long ở bên Hồng Kông anh mua. Nãy giờ anh mua tổng cộng sữa với cái này không là 900 ngàn. Hai hộp sữa đó hình như là nãy 300 mấy hộp á. Phải không chị? Ba trăm rưỡi gì vậy? Dạ, với mua ba cái lạc vặt cho mấy cháu nó ăn nữa. Con có cảm ơn bác Long không? Con nói thì Tina nói nè. Trời ơi, con cảm ơn bác Long. Tina nói với con cảm ơn bác Long. Cảm ơn. Con cảm ơn. Tina, nói lại, con cảm ơn bác Long. Con cảm ơn bác Long. Qua anh đây đi, cảm ơn anh Long, cái cho anh Long anh vui. Anh Long á, anh gửi cho em về là tổng cộng là 2.9 triệu. 2.9 triệu để mua sữa cho mấy cháu nè. Mà nãy em mua hết 900 rồi còn 2 triệu. Thì để từ từ em bữa gì nữa hết sữa em tiếp tục em mua xuống cho mấy cháu uống nữa. Vậy cũng gia đình cũng cảm ơn anh Long rồi. Anh Long, ảnh ở bên Hồng Kông. Dạ. Trời ơi, một chàng trai giống như cái sinh viên mà giờ ôm bốn đứa con, tôi không tưởng tượng nói luôn nè. Đẻ quá trời. Có vợ hồi 20. Rồi hàng ngày cứ đi làm gì? Hôm nay cứ nói đi làm gì? Đi làm gom. Làm gom là sao? Đi vắt gom cho ta về ta cuộn thanh long rồi đó. À, gom cuộn ha. Một ngày được nhiêu tiền? 100 mấy, 200. Mà bữa có bữa không nữa làm sao? Bốn đứa con luôn. Trời ơi trời. Con biết ăn không? Không, em trai nó hiền quá mà. Con biết không? Không ha, hiền ha. Con biết vui ra không? Hiền mà sao vợ bỏ ta? Hả? Hiền quá là vợ cũng bỏ nữa hả? Hiền quá vợ bỏ. Chắc hiền quá vợ bỏ. Phải không em trai? Vợ đẹp không? Đúng được. Có hình không? Tôi xem coi hình. Không. Không à. Trong điện thoại em có không? Có tại rồi hôm nay có gọi vợ không? Vợ có gọi về không? Không luôn.
Có muỗng không con? Có, chồng đây nó có cái muỗng. Đứa nhỏ về mà bỏ đi mà không gọi về hỏi thăm thì sao trời? Anh đặt anh kia lấy cho cháu cho anh chứ. Có kêu bà nội lấy muỗng đi. Cái này thạch dừa hay là rau câu ta? Thạch dừa. Thạch dừa. Ừ. Rồi bữa nay nhà mình còn mướp không? Còn mướp hết vô chưa đi đâu. Còn mua nữa. Mua nữa. Mua về cho ốc ăn. Đậu nữa vậy? Đậu hai chị. Được đâu hai chị đậu đi. Lát lấy em bán thêm luôn. Anh chí có ăn không? Còn cái sữa uống rồi đó hả? Con sữa đó của con đó hả? Sữa không có tiền. Có sữa uống rồi. Chị nói sao? Chị không có tiền mua sữa. Bây giờ có sữa rồi, ngon không Tina? Ăn cháo. Sữa con hôm nay là sữa hôm nay uống hết chưa? Nhỏ nè, nó cho nó ăn ké chứ. Sao sao? Cho ăn ké chứ. Cho ăn ké vậy? Trời ơi, cái kìa. Bà nói chuyện cười kìa. Cười với bà nội kìa. Mua cháo bữa nay con có sữa rồi hả? Có sữa rồi con vui hả? Dạ. Cái mặt cà. Ừ, mà nghĩ sao vậy mà bỏ đi ta không, mình không hiểu nổi trời. Cái mặt cà cười ra nè. Làm bởi vậy làm những người sữa rồi, con cảm ơn nha. Con cảm ơn mọi người đã thương con phải không? Dạ. Rồi ba bình, một đêm ba bình. Một cái hộp này nó uống được bao nhiêu ngày chị? Tuần không? Bụng tuần không? Tuần là một hộp và đường tuần hả? 300 mấy? Một ngày làm 100 mấy. 300 mấy mà thương 3 đứa nhỏ nữa. 3 đứa nhỏ nữa. Nhỏ thì mấy 3 đứa lớn thì cũng đỡ rồi, cũng như có gì anh ấy cũng đỡ rồi, giờ lo chung cho nhỏ. Nhỏ nha. Trời ơi. Đi mần vậy đó, mấy người mần nó cũng mần nó rồi. Dạ. Cho bánh trái rồi ha. Rồi giấc tối mà giấc tối mà nằm ôm đứa nhỏ này nhớ lại vợ nản sao đâu trời ha. Có ai hôm nay hơn mẹ nó hôm mẹ ơi, giữ giùm đứa nhỏ con đêm con đi làm luôn không có về. Đêm cũng đi nó cũng bí đêm nó người ta. Dạ. Cài ngày cài đêm luôn. Cài đêm cài ngày cài ra ba nàng công chúa. Tới thì hoàng tử cái hoàng tử cái hoàng hậu đi mất luôn. Không hiểu nổi thiệt. Nói chứ cố gắng lắm mới được, nhờ cũng bà nội gần trăm này chứ bốn đứa vậy sao mà làm mà đi nuôi. Thì bây giờ bà nội này với cưng này cũng gán. Bây giờ dù gì cũng đã xong rồi. Người ấy đã ra đi rồi thì không bao giờ là người ấy quay trở lại đâu. Bây giờ mình gán mần vậy rồi nuôi con. Biết. Rồi thấy mấy đứa nhỏ. Nó buồn ngủ kìa. Thì bây giờ cũng gán đi, gia đình cũng gán. Bây giờ Mạnh Thường Quân thì tụi anh từ từ quay đừng cũng trước hết của anh Long anh cũng gửi sữa rồi về cho mấy đứa nó uống rồi. Thì bây giờ gia đình mình từ từ hen chị ha. Từ đi rồi biết đâu có nhiều Mạnh Thường Quân khác người ta thương, đã giúp cho mấy cháu nó. Trời ơi nghĩ sao thế. Quá trời em trai nó còn trẻ luôn. Em ăn được không? Không hả? Em chưa biết ăn hả? Khi ông này quào mặt với quào đầu nó cái nó đừng có làm chị Tư đau. Gì đó hả? Nóng tóc con hả? Ừ. Đừng nóng tóc coi chị Tư. Chị Tư không mà toàn chị Tư mà. Chị Tư à. Không được anh chứ. Em nóng tóc con hả? Rồi con có đánh em không? Có thương em không? Có chứ. Có thương em không? Thương em. Ít kìa. Trời ơi, sao anh vui kìa. Cái gì? Nay có cha nhà vui quá hả con? Nhìn bà nội. Chị Tư ngồi ăn đây kìa. Rồi hen mấy chị, bây giờ thì tụi em xuống đây thì tụi em trao những phần quà của anh Long lại rồi bây giờ còn lại 2 triệu nữa thì cỡ khoảng vài bữa nữa em canh hết sữa thì em cho quay trở lại hen cha hen quay lại bác mua cho mua sữa cho uống nữa nha mấy con. Bye. Còn bây giờ thì tạm biệt ha. Bye. Rồi tạm biệt gia đình. Dạ thưa quý vị các bạn, video chương trình đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo.